Vâng ạ, Nội thất Hữu Huân xin kính chào toàn thể quý vị trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay, cơ sở Nội thất Hữu Huân rất vinh dự được bàn giao bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cột 12, chất liệu gỗ hương đá cho anh Toàn ở địa chỉ như sau ạ. Bao nhiêu? Anh Thôn Lạng Xuyên. Thôn Lạng Xuyên. Xã là Đặng Lễ. Lạng Lễ. Đặng Lễ. Thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ. Vâng, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Sau đây tôi sẽ đi chi tiết về kích thước cụ thể như sau ạ. Chiếc đoạn dài này ạ. Chiếc đoạn dài là có chiều sâu. Sâu là 61. Sâu là 61. Và chiều dài của chiếc đoạn là 2,5 m. Kích thước là kích thước phủ bì nhé các bác nhé. Chiếc đoạn được đục là Phúc Lộc Thọ. Hàng là hàng trương liền, trương liền, xoáy liền, mai rùa liền, chân xoáy liền. Đấy. Vân là Vân tuyển chọn, mặc dù là anh mua trên online nhưng bên cơ sở cũng vẫn chọn cho anh một bộ ghế Vân rất chi là đẹp. Tiếp sau đây là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn thì có cùng kích thước nha các bạn nhé. Có chiều sâu cũng là 61. Chiều sâu này là 61 này các bạn này. 61 hay 67. Chiều rộng là 1,1 m. Và vẫn đục là hai chiếc ghế, một chiếc đục phú và một chiếc đục quý nha các bác nhé. Đây này, Vân này các bác nhìn này. Vân tuyển chọn của bên cơ sở. Hàng là hàng siêu VIP nhá. Khuôn 4 ván 2. Khuôn 4 ván 2. Hai lượt cổ chỉ. Yếm đục hoa lá tây chạy vòng quanh. Đây này, khuôn 4 này này các bạn này. Ván 2 này. Đấy, không bị bồng tè này. Cuối cùng. Chiếc ghế còn lại này kích thước cũng vậy ạ. Sâu 61. Rộng 1,1 m và cao 1,23 m. Đến tận đây là 1,23 m. Đây, Vân đây các bác nhìn này. Em kéo lên cho các bác xem Vân này. Đấy, từ trên xuống dưới này. Có cái chào không? Các bạn này. Có cái chào không Hồng Hiếu ơi? Có cái. Trên xe không có. Quên cái chào rồi. Thôi sao gửi bưu điện nó đi. Cho địa chỉ gửi bưu điện. Vân này, các bạn nhìn Vân đoạn này. Đẹp lắm luôn ạ. Đấy. Quay chậm chậm cho các bạn xem nha. Rồi. Tiếp sau đây là chiếc bàn. Chiếc bàn là có chiều rộng là 67. Chiều dài là 1,47 m. Chiếc bàn được đục là Thuận Buồm Xuôi Gió nha các bác nhé. Vân này các bác nhìn này. Hai bên là có hai chiếc ngăn kéo nhé. Vẫn là hai lượt cổ chỉ nhé. Đục hoa lá tây chọn vòng quanh nhé. Bên đối diện có một chiếc ngăn kéo nữa ạ. Đây là chiếc ngăn kéo. Bên Nội thất Hữu Huân này. Các bạn nhìn xem này. Kể cả cái ngăn kéo bên em cũng là làm rất chi là kỹ. Này, các bác xem này. Tiếp sau đây là chiếc đôn kẹp. Chiếc đôn kẹp có kích thước như sau ạ. Chiều sâu là 45. Chiều rộng là 75. Được đục là Cửu Ngư Quần Hội nha các bác nhé. Đó. Vân này. Và cũng có một chiếc ngăn kéo. Và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi có kích thước là vuông 40. Xin nói thêm với các bác là hàng là hàng siêu VIP, khuôn 4 ván 2. Đây ạ, khuôn tranh 4 đây ạ. Ván là 2 phân. Chân là chân đế liền nhé các bác nhé. Nếu mà các bạn mà thường xuyên
xem video của nội thất Hữu Huân thì cái chân đế liền này là tôi cũng rất nhiều lần nói với các bác là cái chân này là đắt hơn chân phổ thông là tầm 2 triệu. Cũng có cái là 1,5 triệu nhưng cũng có cái là 2 triệu, nếu hàng siêu VIP thì nó phải là 2 triệu, hàng thường thì nó là 1,5 triệu. Đấy, đây bên cơ sở này, kể cả cái chân này. Đây tôi quay tổng thể bộ ghế cho các bạn xem. Dạ vâng ạ, nếu anh chị và các bạn nào muốn sở hữu một bộ ghế Tần Thủy Hoàng cột 12 chất liệu gỗ hương đá đẹp như trên màn hình, xin vui lòng liên hệ tới nội thất Hữu Huân qua số hotline 0988 685 625 để được sở hữu một bộ bàn ghế đẹp đẳng cấp như trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của nội thất Hữu Huân. Xin cảm ơn các bạn.